Thanh toán gói cước MyTV bằng ví VNPT Money. Thanh toán MyTV bằng VNPT Money được triển khai trên 3 điểm chạm: qua app MyTV trên Smart TV, trực tiếp trên app VNPT Money, trên website mytv.com.vn. Qua app MyTV trên Smart TV, mở app MyTV trên Smart TV, chọn hỗ trợ, bấm gói cước, chọn gói cước cần mua, bấm chu kỳ thanh toán, chọn VNPT Money, hiện mã QR code, mở app VNPT Money, quét mã QR code. Trực tiếp trên app VNPT Money, mở app VNPT Money, bấm dịch vụ khác, chọn gói cước MyTV, nhập số thuê bao di động và bấm tra cứu gói cước, chọn gói cước và thời hạn gói cước, bấm đăng ký và xác nhận đăng ký. Trên website mytv.com.vn, các điểm chạm mua gói gồm mục mua gói tại header, mục gói cước tại footer hoặc bấm vào nội dung trả phí bất kỳ. Truy cập website mytv.com.vn vào mục mua gói, nhập số điện thoại, chọn gói cước cần mua, bấm đăng ký để mua gói, bấm chi tiết để tra cứu quyền lợi gói cước. Lựa chọn chu kỳ gói cước và hình thức thanh toán VNPT Money, bấm thanh toán. Màn hình website hiển thị mã QR code, mở app VNPT Money hoặc tải ứng dụng VNPT Money, quét mã QR code để thực hiện thanh toán. Lưu ý, hình thức này không áp dụng cho thuê bao trả sau mạng Vinaphone.